Anh và em ta đã thành gia đình rồi. Em đừng lo, anh tự biết trách nhiệm với em. Anh sẽ luôn bên em cho dù thế nào. Vợ chồng ta sẽ mãi chung một mái nhà. Già thì cần hát nhạc trẻ. Già thì mới cần hát nhạc trẻ, để cho tâm hồn nó vui khỏe trẻ lâu, còn sống vui vầy với con cháu. Chứ già mà còn hát nhạc già thì tâm hồn nó già nua, còn nói cái chuyện gì nữa. Nhưng mà bố hát thì hát bé bé cái mồm đi. Hát ầm 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 cả lên, đang làm việc quên hết cả. Còn tu chứ mày thì có cái việc gì để mà làm? Mày làm sao mà ngồi cái việc ngồi đếm cái nan hoa là thế nào hả? Thì mày bị hâm. Có bố hâm thì có ấy. Đây là con làm việc theo cái sự chỉ đạo của vợ con nhé. Vợ con bảo là ở nhà ấy, anh mà rảnh thì cứ đem cái lan hoa xe đạp ra mà đếm. Bố chả biết đằng nào. Ôi trời ơi, mày ngu lắm. Nó nói như thế là để giữ chân mày ở nhà. Nó sợ mày rảnh rỗi mày nhổng mày đi chơi. Ngu lắm con à. Con gái bố đúng là cái loại quái thai. Mà con nói thật với bố, giờ thì cũng cho con đi chơi, còn giờ con chả đi nhá. Sao lại không đi hả con? Là thằng đàn ông đi ra ngoài là phải có một vài đồng trong túi. Nhỡ mình gặp bạn bè, nay nó mời mình cốc nước, mai mình phải mời nó tí rau, tí bún. Nó mà biết mình trong túi không có tiền thì nhục lắm. Ừ nhỉ. Nghe con nói thì bố cũng thấy nhục dần rồi. Cũng may là bố có mấy cái đồng trợ cấp, không thì bố cũng nhục như mày. Mà mày không đúng là mày có tiền à? Thì bố biết rồi đấy, con suốt ngày ở nhà nội trợ, quét nhà quét sân với giặt quần áo thì lấy đâu ra tiền. Khổ, đã là thằng đàn ông đầu đội mũ chân phải đi dép lê. Hả? Đi đâu thì phải có một vài đồng mà tiêu thì... Ở đây bố có mấy đồng đây, mày cầm lấy mà phòng thân nhá. Lúc nào đi trong người cũng phải có đồng ra đồng vào. Thôi, con không lấy đâu. Giờ con còn trẻ khỏe như này, để đi lấy tiền của bố già thì... Giờ con lấy tiền của ông già thì con thấy hèn người lắm. Thôi con không lấy đâu. Thôi, con cứ cầm lấy cho bố vui. Thì từ trước đến giờ ấy, bố cũng có nhiều điều bố khắt khe với con. Bố hứa nha, bố hứa từ nay là bố sẽ không khắt khe với con đâu. Bố sẽ thay đổi. Đây này, con cầm lấy đi, đừng ngại. Cái này là bố ép con nhận đấy nhá. Con thực tâm là con không muốn lấy đâu. Ừ, con cứ cầm lấy đi, cầm lấy để bố vào bố quét nhà, rồi bố nấu cơm nhá. Con xin. Mà bố có thật trên đời không đấy? Hả? Dậy, thằng này mày dậy lau nhà ngay, suốt ngày mày chỉ có ăn với ngủ thôi à? Hả? Vừa mới ngủ được có 3 tiếng đã gọi. Mày có nhanh lên không hả? Mày cứ lầm ba lầm bấm gì đấy. Dạ.